Kitchen Garden xin chào mọi người. Hôm nay mình bắt đầu mở bán một cái vườn đơn nhung. Ở đây thì có khoảng độ tầm 500 cây. Đây là đơn đỏ nhung lá nhựa nhé các bạn. Đây là mặt hoa của cây này. Đỏ nhung thì màu của nó đẹp, màu đậm hơn các loại đỏ khác. Và cái thứ hai nữa là lá của nó này, mình gọi là lá nhựa, có nhiều người gọi là lá bóng này, các bạn nhìn này, nó bóng như nhựa. Đây là đỏ nhung lá nhựa hoặc là lá bóng cũng như là lá láng ấy. Đây là mặt hoa của cây này. Đỏ nhung thì có một đặc điểm là hoa của nó rất là to và màu của nó là màu đỏ thắm, lá nó xanh đậm, đặc điểm rất đẹp. Nhưng có một cái là nếu mà các bạn trồng đỏ nhung thì các bạn nên phải xén sâu hoặc là xén nhiều lần thì cái bóng của nó mới cứng cáp được, bởi vì cái cành của đỏ nhung này nó mềm hơn so với các loại khác. Thì hôm nay mình sẽ mở bán loại này. Loại này thì mình bán xỉ từ 50 cây nhé, riêng hàng đánh đất này. Nếu mà các bạn mà có nhu cầu mua lẻ nhiều thì mình sẽ đánh để ủ lên trên vườn. Nhưng mà hiện thời đánh đất này thì mình bán từ 50 cây. Loại này thân gốc của nó, nếu mà cây chọn thì gốc của nó to gần bằng ngón tay trỏ rồi. Hoành nó khoảng độ tầm 4 đến 5. Thoát thân thì từ 50 cho đến 80 phân. Cây thì ống đẹp nha các bạn nhé. Còn về bóng thì loại này thì các bạn về nuôi tiếp thôi, bóng nó được khoảng 40 phân. Đây là hoa của đỏ nhung này. Cây to thì đã bằng ngón tay trỏ rồi này. Các bạn có nhu cầu mua đơn đỏ nhung thì liên hệ với mình nhé. Số điện thoại của vườn nhà mình là 03542 55055 và số máy xỉ của mình là 0977 999 046 ấy. Ở đây tổng ở bên này là có khoảng 1.000 cây, nhưng bên kia thì mình xén rồi, còn bên này thì chưa xén này. Các bạn có thể lấy số lượng bao nhiêu thì tùy thích. Và đặc biệt là mua của Trung Kiên thì các bạn được lựa chọn nhé, hoặc là mình sẽ tự lựa chọn cho các bạn những cây mà đẹp và to nhất. Kể cả mua xỉ hay mua lẻ cũng như vậy, cứ cây đẹp thì chọn trước, còn cây xấu thì mình sẽ làm lại để cho nó đẹp hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Cây nó đang bắt đầu ra một cái lớp hoa mới này.